Nghe nói đây là bộ phim kinh dị nhất trong các phim kinh dị, được cải biên từ bộ truyện cùng tên, vừa mới lên sóng đã làm cho các tín đồ phim kinh dị không khỏi bất ngờ. Còn chần chờ gì mà không tát người bạn thân sợ ma, mà thích xem phim ma của bạn vào đây xem chung đi. Câu chuyện bắt đầu, ở một ngôi làng xa xôi nào đó đang tổ chức một nghi lễ đuổi tà ma, đột nhiên cánh cửa phía sau tự nhiên lại mở ra. Phù thủy đi vào thì cánh cửa lập tức đóng lại. Chính vào lúc dân làng đang không hiểu gì thì tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người cẩn thận đi lại mở cửa. Thì cảnh tượng cực kỳ khủng bố đã xuất hiện trước mắt họ. Phù thủy đã chết rồi, bị treo trên trần nhà với tư thế quỷ dị. Đây là ngôi nhà ma, nghe nói trước đó còn có một người phụ nữ treo cổ bên trong. Đến khi người ta phát hiện ra thì thi thể cô ta đã mục nát thối rữa, chỉ còn lại mỗi cái đầu treo trên trần nhà mà thôi. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của một nhóm sinh viên. Tương truyền nếu tần số sóng não con người giảm còn 0.0 MHz thì có thể nói chuyện với quỷ. Thế là đã đặt tên cho nhóm là 0.0 MHz. Nhóm này chuyên tìm các sự việc tâm linh. Khi bọn họ biết đến truyền thuyết về ngôi làng đó đã quyết định đi đến xem thử. Trên đường đi, họ ghé vào một tiệm tạp hóa mua đồ. Ông chủ sau khi biết được họ sắp đến ngôi nhà ma kia thì sắc mặt đã chìm xuống ngay lập tức. Đám người này đúng là không biết tôn trọng người chết. Rồi các người sẽ bị dính lời nguyền mà thôi, lời nguyền chết người. Ông ta cứ như thế nhìn bọn họ rời đi. Lúc Anna quay đầu lại thì nhìn thấy có thêm một cô gái đứng bên cạnh ông ta. Họ tiếp tục lên đường, băng qua con đường nhỏ hoang vắng. Cuối cùng cũng đến được nơi họ cần đến. Mọi người ai nấy đều hào hứng. Duy chỉ có Anna là luôn cảm thấy bất an. Bên trong căn nhà mục nát này nơi nào cũng quỷ dị cả. John phát hiện căn nhà được dựng trên một mạch nước, âm khí hội tụ không thể thoát ra được. Mary thì kiểm tra nhà bếp, phát hiện ra cái bếp này rất kỳ lạ, dường như có dấu thứ gì đó bên trong. Kỳ lạ nhất vẫn là Anna. Cô đến sau núi thăm dò thì bất ngờ nhìn thấy một trận pháp, bốn phía tâm linh cuồn cuộn. Trong lúc hoảng loạn, cô cảm giác như ở đây vẫn còn người khác. Sau khi trở về, cô không nói lời nào mà chỉ ngồi một chỗ. Mấy người khác nghĩ là cô quá mệt rồi, nên tự bàn với nhau về chuyện chiêu hồn vào tối nay. Nghe đến chiêu hồn, Anna tự nhiên lại cảm thấy bất an. Rất nhanh họ đã sắp xếp xong mọi thứ, lắp đặt camera, đặt thiết bị lên đầu Mary rồi nằm vào chỗ mà cô gái lúc trước tự sát. Xong bọn họ lấy ra hai con búp bê, một con treo lên trần nhà, một con ngâm vào nước gan bò. Nghe nói như vậy có thể gọi oan hồn trở về. Mọi thứ xong xuôi, Jack bắt đầu niệm chú gọi hồn. Sau khi niệm xong, cơ thể của Mary bắt đầu phản ứng dữ dội. Mọi người hoảng hốt, lập tức đi tới xem tình hình. Tớ làm rất giống đúng không? Hóa ra chỉ là trò đùa của Mary. Đến nửa đêm, Jack đi ra ngoài tiểu tiện thì lại vô tình nhìn thấy một con chim kỳ lạ. Đó là chim sao? Chim có gì mà xấu thế không biết. Jack cảm thấy hứng thú nên đuổi theo con chim kỳ lạ này đến nhà bếp. Đồng thời lúc này Anna đang nằm nghỉ trong phòng thì tự nhiên lại nắm chặt lấy áo Henry. Cơ thể của cô không ngừng run rẩy, dường như đã thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Đến rồi, bà ta đến rồi. Ở trước cửa. Bình tĩnh đi Anna. Đến rồi. Bà ta lại đến rồi. Ở trước cửa đấy. Anna vẫn không ngừng run rẩy nắm chặt lấy Henry. Chính vào lúc này, một bàn tay xuyên qua tóc cô, bịt miệng lại rồi nói cô không được nói gì. Người này lại chính là bà lão mà Anna đã gặp sau núi lúc ban ngày. Nhưng quỷ dị là, trong mắt của Henry không nhìn thấy ai khác ngoài Anna. Đồng thời lúc này, Jack nhìn thấy tần số sóng não của Mary đang liên tục giảm xuống. Đến khi giảm còn 0.0 thì Mary đột nhiên mở mắt ra. Cô lúc này như người mất hồn cứ thế thất thần đi ra ngoài. Jack thấy vậy vội vàng tới cản cô lại. Chỉ thấy Mary từ từ quay đầu lại, hai con mắt của cô chỉ còn lại tròng trắng. Jack tỉnh lại, hóa ra chỉ là mơ mà thôi. Nhưng khi anh nhìn lại thì Mary vốn đang nằm trong phòng đã biến mất. Anh lập tức gọi mọi người cùng đi tìm. Chính vào lúc Henry chuẩn bị đứng dậy thì Anna đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, nói anh đừng đi rồi hôn mê bất tỉnh. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người cũng tìm thấy cô trong nhà kho. Mary dùng chút sức lực cuối cùng của mình xin họ cứu lấy cô. Xong cơ thể cô bắt đầu vào một tư thế vô cùng quỷ dị, rồi bò thẳng vào trong cái bếp. Mọi người lập tức kéo cô ra, lúc kéo ra thì trên mặt cô dính đầy tóc. Hai người bị dọa cho bật ngửa ra sau. Một lát sau Mary lại bị lôi vào bên trong. Ở bên trong kia tóc bắt đầu mọc ra từ từ gói trọn vô vào trong. Vào thời khắc quan trọng, John đập vỡ cái bếp cuối cùng mới cứu được Mary ra. Nhưng chính vào lúc họ đang chuẩn bị tháo chạy thì Anna đang hôn mê bỗng nhiên nói một câu, nhất định phải đốt hết hai con búp bê trong phòng. Jack bắt buộc phải quay lại, nhưng không biết là tại sao anh lại không đốt nó, mà chỉ vứt nó vào trong cái bếp kia. Khi trở về, mọi người đưa Mary vào bệnh viện. Khi mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, thì Anna lại cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.
Nhân lúc John đi làm thủ tục xuất viện, Jack đã kéo rèm lại, chuẩn bị thổ lộ cho người mình yêu thầm là Mary. Chính vào lúc này Mary bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt trắng bệch, trong miệng cô có rất nhiều tóc mọc ra. Đợi đến khi Jack phát hiện ra có gì đó không đúng thì đã quá muộn rồi. Ngày hôm sau, Mary tỉnh lại thì đã quên hết chuyện xảy ra tối qua. Nhưng hễ tới tối thì ác quỷ lại chiếm lấy cơ thể cô. Đầu tiên là mê hoặc John để anh chết vì tai nạn xe, rồi liên lạc với Henry, biến thành hình dạng anh trai của anh ấy, điều khiển anh từ từ đưa sợi dây thừng lên cổ mình. Nhìn thấy Henry sắp tắt thở thì Anna bỗng nhiên đi tới. Sợi dây bị đứt ra, Mary cũng ngất xỉu ngay sau đó. Lúc này bọn họ cuối cùng đã ý thức được có thứ gì đó đang nấp trong cơ thể của Mary. Họ lập tức gọi điện thoại liên lạc với những người khác, nhưng thứ tìm được chỉ là hai thi thể lạnh ngắt này. Mục tiêu của ác quỷ chính là giết hết bọn họ. Một khi Mary ngủ say thì ác quỷ lập tức xuất hiện. Ba người còn lại nếu muốn sống thì cách duy nhất chính là tiễn con ác quỷ này quay về. Là hậu duệ của thầy trừ tà, Anna quyết định tự mình sẽ tổ chức nghi lễ. Trước khi đi đến ngôi nhà ma kia, Anna đã gọi điện cho mẹ mình để cáo biệt. Sau khi cúp máy, cô nhìn qua cái ghế trống bên cạnh. Bà sẽ giúp con đúng không? Đây chắc chắn là bộ phim mà bạn phải nhắm mắt mới dám xem hết đấy. Nghe nói không có ai dám xem lại lần hai. Bạn nào nhát gan thì nhớ tát người yêu của mình vào xem cùng nhé. Cô gái nằm dưới đất, bị một vòng tròn muối bao quanh. Đây chính là một nghi thức trừ tà. Sau khi nghi thức được tiến hành thì đồ đạc trong phòng bắt đầu rơi xuống. Trên mặt Anna và Mary từ từ xuất hiện mồ hôi. Nhìn thấy Anna sắp kiên trì không nổi, bà lão đăng nhập vào người cô tiếp tục giúp cô đọc thần chú. Bà là bà nội của Anna, cho dù đã biến thành hồn quỷ, bà vẫn muốn dùng hết sức lực để bảo vệ cháu gái mình. Mặt khác, Henry ở bên ngoài vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên trong phòng. Đột nhiên anh phát hiện ra tần số sóng não của Mary lại giảm xuống còn 0.0. Ác quỷ lại xuất hiện rồi, hai mắt trợn trắng rồi cười to lên. Nó biểu thị mình vẫn còn chưa chơi đã. Nhìn thấy không thể nói chuyện được với đối phương, Anna đã cầm cái roi cỏ lên quất vào người Mary. Mary không ngừng vùng vẫy, cả người cô bốc ra làn khói trắng. Mary bị văng giữa không trung rồi rơi thật mạnh xuống đất. Anna cầm cây roi cỏ tiếp tục đánh vào người, Mary lăn qua chỗ khác, vừa đúng lúc va chạm vào các dụng cụ để đuổi tà. Người bà cũng rời khỏi cơ thể Anna, một trận gió lạnh rợn người thổi qua làm tắt hết nến. Cả căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Anna lập tức mở đèn pin lên thì nhìn thấy Mary đang ngồi bên góc tường. Anna sợ lắm nhưng vẫn xông lên ấn chặt Mary xuống đất. Đồng thời lúc này Henry ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu cứu, mở cửa ra xem thì anh nhìn thấy Anna đang bóp cổ người anh trai đã chết của mình. Anh trai giơ tay ra cầu cứu, anh không nghĩ gì đã xông đến phía trước. Trong lúc rằng có hai người không phát hiện ra Mary đã chết, bên kia đang biến thành bộ dạng kỳ quái, miệng cô càng lúc càng mở to. Một cái đầu người đang từ từ chui ra từ bên trong. Đợi Henry quay qua nhìn thì ác quỷ đã hiện nguyên hình. Ba người vội vàng chạy ra ngoài thì Henry bị tóc của ác quỷ giữ chân lại, rồi kéo anh vào trong cái bếp. Ở đây anh nhặt được con búp bê bị rách vứt vào trong này lúc trước. Vào thời khắc cuối cùng lúc sắp bị tóc quần chết, anh đã móc bật lửa ra đốt cháy con búp bê đó. Một lát sau, cả căn phòng yên tĩnh trở lại. Anna kêu gào trong tuyệt vọng. Chính vào lúc này Henry lại xuất hiện, hóa ra anh vẫn chưa chết. Ba người may mắn sống sót dìu nhau rời khỏi nơi đó. Mấy tháng sau, Anna lại gặp được Henry. Nhân lúc anh đi nghe điện thoại thì Anna đã xem máy tính của anh, phát hiện ra trong đó có một video vô cùng kỳ lạ. Bên trong là một người đàn ông bị mắc kẹt trong cái bếp kia đang gào thét trong tuyệt vọng. Mà người đàn ông đó không phải là Anna đang ở bên cạnh mình sao?